Đến xe buýt thì chị cũng được tư vấn rất là nhiệt tình, các anh chị cũng hỗ trợ rất là nhiều, thế nên là chị cũng quyết định rất là hài lòng khi mà nhân viên vận chuyển của xe buýt bọc rất là kỹ cái sản phẩm kỹ thuật bên mình ấy, thì các anh chị rất là, các chú rất là nhiệt tình, các chú lắp đặt rồi là hướng dẫn chị. Là chị rất là hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây đúng không ạ? Chắc đây cũng là lý do là chị đến đây lần thứ hai đúng không chị? Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang Mẫn đến từ Civic và hiện nay thì mình đang bắt gặp một vị khách hàng đang rất quan tâm đến sản phẩm bồn cầu điện tử thông minh Lowen DT005. Vậy thì chúng ta sẽ cùng lại gần đến khách hàng này, xem mối quan tâm của vị khách hàng này đối với sản phẩm bồn cầu điện tử thông minh là gì nhé. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Em là Trang, MC của bên Civic, nhà phân phối chuyên cung cấp và tư vấn lắp đặt các thiết bị vệ sinh và nước phòng tắm. Vậy chị ơi, không biết là em có thể dành xin mình một chút thời gian để em có thể hỏi qua một số câu hỏi với mình được không ạ? Ok em. Dạ vâng ạ, vậy thì không biết đây là lần đầu tiên hay là mình đến đây là lần nào rồi ạ? Thật ra thì đây cũng là lần thứ hai chị mua hàng tại Civic rồi. Vậy thì không biết là trước đây mình đã mua sản phẩm gì rồi ạ? Trước đây thì chị có mua bồn tắm massage của tại Civic. Vậy thì em không biết là mình biết đến Civic qua cái kênh nào vậy chị? Chị thì cũng đã đi tham khảo rất là nhiều nơi rồi, và chị cũng tham khảo từ trên web cũng như là đi hỏi mọi người xung quanh, thì cũng đi là các mặt bằng ấy để xem ấy. Thì chị đến Civic thì chị cũng được tư vấn rất là nhiệt tình, các anh chị cũng hỗ trợ rất là nhiều, thế nên là chị cũng quyết định là chị sẽ mua sản phẩm tại Civic. Dạ vâng ạ, vậy thì chị rất là hài lòng về cách nhân viên tư vấn với chị đúng không ạ? Vậy thì em hỏi một chút là thế còn về những cái chính sách vận chuyển cũng như là chăm sóc khách hàng về tư vấn lắp đặt thì không biết là mình có hài lòng không ạ? Nói về chính sách vận chuyển ý, thì chị là một người rất là kỹ tính ý. Khi mà mình mua một cái sản phẩm nó cũng khá là đắt tiền ý, mình cũng muốn xem là sợ là khi mà vận chuyển nó sẽ bị trầy xước hay là gì đó. Thì rất là hài lòng khi mà nhân viên vận chuyển của Civic bọc rất là kỹ cái sản phẩm, hay là khi mà mang đến lắp đặt là rất là ok. Ngoài ra thì chị cũng thấy là nhân viên kỹ thuật bên mình ý, thì các anh chị rất là, các chú rất là nhiệt tình, các chú lắp đặt rồi là hướng dẫn chị sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt. Đó. Có vẻ là chị rất là hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây đúng không ạ? Chắc đây cũng là lý do là chị đến đây lần thứ hai đúng không chị? Vậy thì cho em hỏi là không biết lần này mình đến đây là mình đang muốn mua sản phẩm gì vậy ạ? Hiện tại thì chị cũng đang quan tâm thêm về cái bồn cầu điện tử thông minh á. Thì hiện tại chị thấy cũng, nó cũng đang khá là hot trên thị trường hiện nay. Đó, chị cũng đang thấy quan tâm vài, thì không biết là em có thể giới thiệu cho chị một vài sản phẩm được không? Dạ vâng ạ. Hiện tại thì bên em đang có 3 dòng, đó là DT005, DT006 và DT001. Và trước mắt chị đây chính là sản phẩm DT005 của nhà Lowen chị nhá. Thì đây là một sản phẩm bồn cầu thông minh phải nói là đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, bởi vì những cái tính năng vô cùng là thông minh của em nó. Thì em nó sẽ có khả năng là tự đóng mở nắp chị nhá. Và thứ hai là về cái bệ ngồi của mình thì sẽ có 4 cấp độ sưởi ấm cho mình luôn, và mình sẽ không lo là cái mùa đông này sẽ bị lạnh giá chị nhá. Và phần sứ nhà em thì mình yên tâm cho em, đây chính là sứ cao lanh nung ở 1280 độ C và được tích hợp thêm công nghệ SIAA đạt chuẩn của Hoa Kỳ, rất là an toàn về độ kháng khuẩn này, an toàn phù hợp. Và bên cạnh đấy là bên em sẽ bảo hành cho chị luôn 12 năm về phần sứ chị nhá. Và khi mua sản phẩm này nhà em thì mình sẽ được miễn phí lắp đặt cũng như là miễn phí vận chuyển cho em chị nhá. Và chị còn câu hỏi gì nữa không ạ? Chị muốn hỏi trước là không biết là sản phẩm này hiện tại có đang được giảm giá hay chiết khấu không em? Chắc chắn rồi chị ơi, nhà em đang có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi. Và để tư vấn thêm thì em sẽ mời một bạn chuyên viên tư vấn để tư vấn kỹ hơn cho mình chị nhá. Và chị ơi thì mình cũng sẽ bấm cho em, tham khảo cho em thêm về cái Zalo OA bên em, để tất cả những cái chương trình giảm giá ưu đãi bên em sẽ cập nhật trên đây. Và đặc biệt là em bật mí với chị luôn là đang có chương trình giảm giá 3% so với sản phẩm này trên Zalo OA nhá. Nên là chị có thể tham khảo bên Zalo OA cho em chị nhá. Ok, cảm ơn nhá. Rất là cảm ơn chị ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Civic. Hiện nay chúng tôi đang có chương trình khuyến mại mùa đông diễn ra từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Nhanh tay gọi ngay tới số hotline 0888 8838 của Civic hoặc đăng ký quét mã Zalo OA ngay hôm nay để nhận chương trình ưu đãi dành cho 100 khách hàng liên hệ Zalo OA đầu tiên nhé. Hoặc tới ngay showroom của Civic tại 391 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 170A Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội để được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nhé.